cách để xem một tài khoản Facebook bị chặn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xem các thông tin ở chế độ công khai của một tài khoản Facebook chặn bạn hoặc bị bạn chặn. Tuy nhiên, khi đã bị chặn thì bạn không thể dùng ứng dụng Facebook để xem trang cá nhân của người khác được mà phải dùng cách khác. Phương pháp 1: dùng một số cách thông thường. 1. nhờ một người bạn chung cho xem trang cá nhân bị chặn. Những người dùng Facebook thường kết bạn khá ngẫu nhiên nên nhiều khả năng bạn sẽ có bạn chung với người chặn. Nếu có thể, hãy giải thích lý do và nhờ người bạn chung này giúp bạn xem trang cá nhân của người đó. 2. Kết bạn với tài khoản bị chặn bằng một tài khoản Facebook mới. Nhớ là bạn cần tạo một tài khoản mới với thông tin khác với tài khoản mà bạn bị chặn. Nếu bạn là người chặn người khác thì khi tạo trang cá nhân mới, bạn có thể thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên trang này vẫn nên khác đôi chút so với trang cá nhân chính của bạn. 3. Bỏ chặn một người để xem trang cá nhân của họ. Nếu bạn chủ động chặn ai đó, bạn có thể tạm thời bỏ chặn để xem trang cá nhân của họ. Lưu ý là bạn chỉ có thể tiếp tục chặn họ sau 24 giờ. Phương pháp 2. Tìm kiếm một tài khoản Facebook bị chặn. 1. Đầu tiên bạn cần đăng xuất khỏi Facebook. Để đăng xuất, bạn nhấn vào nút ở góc trên bên phải trang Facebook và chọn Logout, đăng xuất. Bạn cũng có thể dùng một trình duyệt riêng tư hoặc mở một trang ẩn danh trên trình duyệt để thực hiện tìm kiếm. 2. Nhấp vào thanh địa chỉ URL bar. Thanh này là giải chữ ở phía trên cùng cửa sổ trình duyệt. Thao tác này sẽ bôi đen toàn bộ nội dung trên thanh địa chỉ. 3. Bạn nhập vào thanh địa chỉ tên Facebook. Với phần tên, bạn sẽ gõ đầy đủ họ tên của người dùng đã chặn bạn. Ví dụ Hà Phương A Facebook. Thay vì dùng tên, bạn có thể nhập vào thanh địa chỉ liên kết link tới trang cá nhân Facebook của người đó nếu có. 4, ấn phím Enter. Thao tác này sẽ giúp hiển thị danh sách các tài khoản Facebook phù hợp với yêu cầu tìm kiếm. Nếu trong kết quả tìm kiếm không có tên tài khoản mà bạn cần tìm, hãy nhập thêm một số thông tin chi tiết có thể xuất hiện trên trang cá nhân của người đó, chẳng hạn như tên thành phố hoặc tên cơ quan làm việc cũ. 5. Nhấp vào liên kết tới tài khoản bạn cần tìm để xem tóm tắt trang cá nhân. Bạn sẽ không thể xem được toàn bộ trang cá nhân của người này trừ khi toàn bộ các thông tin đều được để ở chế độ công khai (public), mà chỉ xem được một số thông tin công khai chẳng hạn như ảnh đại diện, nghề nghiệp hay thông tin liên lạc. Cách này sẽ không giúp bạn xem được nhiều thông tin từ một tài khoản Facebook bị chặn. Tuy nhiên khi nghi ngờ là ai đó đã chặn mình thì bạn có thể xác nhận được là tài khoản Facebook của họ vẫn hoạt động. Lời khuyên do chính sách bảo mật nghiêm ngặt của Facebook, có thể bạn sẽ không vào được trang cá nhân mà bạn muốn tìm kiếm. Cảnh báo, bạn không nên cố gắng xem một trang cá nhân bị chặn nếu việc này được xem là đang làm phiền người khác.